Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 8 tháng 7 tại thị trấn Cốc Bài, Đoàn nghệ thuật Hương Trà miền Tây đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Trung Tài, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sen Chỉn Ly, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự và cổ vũ cho chương trình nghệ thuật. Với chủ đề Mãi mãi niềm tin theo Đảng, chương trình nghệ thuật được mở màn bằng các tiết mục như Đảng đã cho ta một mùa xuân, Niềm tin dâng Đảng, Người mèo ơn Đảng. Thông qua đó đã tái hiện lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng ta. Dưới ngọn cờ của Đảng và sự dẫn đường chỉ lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã đứng lên giành lại độc lập, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Hòa vào thành tích đó, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần đã và đang tin theo Đảng, từng bước vượt qua khó khăn xây dựng đời sống ấm no, xây dựng quê hương Xín Mần ngày càng phát triển. Với sự chuẩn bị chu đáo, chương trình nghệ thuật đã tạo được ấn tượng tốt cho người xem. Thông qua đây, không chỉ góp phần kêu gọi, động viên đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tiếp tục ra sức thi đua, tích cực rèn luyện cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Sáng ngày 8 tháng 7, Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý, Trưởng Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể và đơn vị liên quan đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác chăm lo và tuyên truyền pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi. Hội người cao tuổi tỉnh đã phát huy tốt tinh thần tuổi cao gương sáng, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tổ chức hội, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại địa phương. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của người cao tuổi, Hội người cao tuổi các cấp đã tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào thi đua, tuổi cao, gương sáng, phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong 6 tháng cuối năm 2015, Hội người cao tuổi các cấp sẽ tiếp tục thực hiện đề án xây dựng cơ sở hội vững mạnh, thực sự là nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phụng dưỡng người cao tuổi, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội, làm nòng cốt phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, tham mưu triển khai tổ chức thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi, tăng cường xây dựng các câu lạc bộ văn hóa thể thao, câu lạc bộ liên thế hệ giúp người cao tuổi tại cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận những kết quả đạt được của Hội người cao tuổi tỉnh trong 6 tháng qua và đề nghị trong thời gian tới, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh cần tạo mọi điều kiện để người cao tuổi tham gia hoạt động hội, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về người cao tuổi, từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho hội viên, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, tham gia phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền luật người cao tuổi, nhân rộng xã hội hóa về công tác chăm sóc người cao tuổi, đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để triển khai thực hiện. Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn phần mềm giao dịch điện tử e-bảo hiểm xã hội cho gần 50 học viên là kế toán các đơn vị khối hành chính xã và các doanh nghiệp của huyện. Tại hội nghị tập huấn, phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã truyền đạt, giới thiệu đến các đơn vị sử dụng lao động một số tiện ích của phần mềm giao dịch IBHXH qua mạng, như quy trình giao dịch IBHXH qua mạng Internet, các thủ tục đề nghị cấp mở sổ bảo hiểm xã hội, cách đăng ký giao dịch IBHXH, tăng, giảm lao động, điều chỉnh mức đóng và chức danh, đồng thời hướng dẫn cụ thể từng chi tiết về các thao tác cài đặt, khai thác sử dụng phần mềm. Phần mềm IBHXH được triển khai sẽ giúp cho các đơn vị sử dụng lao động, các cá nhân, thay vì nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội và nhận kết quả trả lại bằng giấy, thì nay các cá nhân, đơn vị có thể lập hồ sơ qua IBHXH, dùng chữ ký số và gửi qua mạng cho cơ quan bảo hiểm xã hội, sau đó sẽ nhận lại phản hồi từ cơ quan bảo hiểm xã hội ngay trên ứng dụng IBHXH.
Phần mềm sẽ giúp các doanh nghiệp cá nhân lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách chính xác, hạn chế tối đa thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí in ấn. Ngoài ra, thông tin qua phần mềm IBHXH, các thông báo về kết quả đóng, dữ liệu và quyết toán sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp để các đơn vị có thể tự quản lý, kiểm tra, đối chiếu số liệu một cách chủ động, tiện ích và nhanh gọn. Huyện Bắc Mê vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh MERS-CoV, giao nhiệm vụ cho các ngành chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Tại hội nghị, đại diện ngành y tế huyện Bắc Mê nêu rõ tác hại của dịch bệnh đường hô hấp cấp MERS là loại bệnh hô hấp do virus có thể gây ra các triệu chứng từ đau nhức giống như cúm đến viêm phổi và suy thận. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay thuốc điều trị. MERS gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng, khoảng 50% trong số đó có biến nặng đến tử vong. Những người bị nhiễm sẽ lộ rõ các triệu chứng như sốt cao, khó thở và ho từ 2 đến 5 ngày. Nhưng cũng có trường hợp virus ủ bệnh tới 14 ngày sẽ gây ra các triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa bao gồm tiêu chảy, buồn nôn và ói mửa. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều là người già, nam giới. Ở nước ta, đến thời điểm này chưa ghi nhận một trường hợp nào. Để chủ động và sẵn sàng ứng phó với MERS-CoV, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê yêu cầu các ngành chức năng của huyện xây dựng kế hoạch thành lập ban chỉ đạo chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn, đội ngũ cán bộ y tế thôn bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, đẩy mạnh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng, nhất là người nước ngoài ra vào địa bàn, chủ động về cán bộ, các dụng cụ y tế, thuốc phòng chống dịch, không để xâm nhập vào địa bàn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ 19 nhiệm kỳ 2010-2015 xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, đến thời điểm này, huyện Hoàng Su Phì có 69 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết. Giá trị ngành nông lâm nghiệp ước đạt 642 tỷ đồng, chiếm 37% cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt 14,9 triệu đồng một người một năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 37.000 tấn, đưa bình quân lương thực đầu người đạt 560 kg một người một năm. Do tích cực ưu tiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn các loại giống mới và cơ chế hỗ trợ giá giống lúa lai, ngô lai gắn với đầu tư có thu hồi để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm. Qua đó đưa năng suất lúa năm 2015 ước đạt trên 55 tạ một hecta, ngô là 35,7 tạ một hecta, đậu tương là trên 14 tạ một hecta. Đàn gia súc gia cầm tăng trưởng ổn định, đến nay tổng đàn gia súc có trên 1.000 con, gia cầm có 343.000 con. Từ nay đến hết năm 2015, huyện sẽ chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm như chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, tạo tiền đề để thực hiện tốt những mục tiêu của nghị quyết trong nhiệm kỳ tới. Tại xã Hữu Vinh, trạm khuyến nông huyện Yên Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình lúa chất lượng cao DS3. Đây là mô hình được Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với trạm khuyến nông huyện thực hiện trong vụ xuân năm 2015. Mô hình này với tên gọi Mô hình thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất hiệu quả trong sản xuất lúa ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Với việc gieo trồng giống lúa chất lượng cao Japonica DS3 trong vụ xuân năm 2015, quy mô thực hiện 20 hectare tại hai thôn Bản Trang và Bản Trường của xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, với sự tham gia của 84 hộ. Giống lúa chất lượng cao DS3 là giống lúa thuần chất lượng cao, có đặc tính chịu lạnh tốt, thời gian sinh trưởng trung bình từ 130 đến 135 ngày, khả năng kháng một số bệnh tốt, cây lúa đẻ nhanh, tập trung. Trong quá trình triển khai, trạm khuyến nông huyện Yên Minh đã bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nhân dân khâu gieo cấy, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo năm cùng, cùng giống, cùng gieo cấy, cùng chăm sóc, cùng phòng chống sâu bệnh hại, cùng thu hoạch. Đồng thời, cung ứng đầy đủ vật tư nông nghiệp cho nhân dân chăm sóc, đảm bảo đúng khoa học. Trong quá trình thực hiện, đã hướng dẫn nhân dân đẩy khung thời vụ gieo cấy vụ xuân lên sớm 20 ngày so với tập quán canh tác trước đây của bà con. Đến nay, toàn bộ diện tích 20 hectare lúa chất lượng cao DS3 của xã Hữu Vinh đã cho thu hoạch, năng suất đạt 69 tạ 1 hectare. Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đánh giá giống lúa chất lượng cao DS3 này hoàn toàn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của huyện Yên Minh. Đồng thời thực hiện việc thí điểm mô hình này đã thay đổi được tập quán canh tác, sản xuất của người dân. Đây sẽ là cơ sở để huyện Yên Minh triển khai gieo trồng đại trà giống lúa chất lượng cao DS3 trên địa bàn huyện trong những vụ sản xuất lúa xuân, góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển ngày càng khó khăn, thì vấn đề huy động nguồn lực trong nhân dân và toàn xã hội để phát triển
là một yêu cầu khách quan của các địa phương. Điều này càng trở nên cần thiết hơn đối với một địa phương còn nhiều khó khăn như Xín Mần. Với việc lựa chọn hướng đi đúng, cách làm chắc chắn, trong những năm qua, bộ mặt kinh tế xã hội của huyện Xín Mần đã có những đổi thay rõ rệt. Theo ông Nông Quang Lù, một người đã có gần 80 năm sinh ra và lớn lên tại huyện Xín Mần cho biết, diện mạo, kinh tế xã hội của huyện phát triển như ngày hôm nay là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu thế hệ người dân đã sinh ra và mất đi tại đây. Khó có thể tính hết sự đổi thay đó. Điều này không chỉ thể hiện qua hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển qua từng năm, đời sống người dân được nâng lên, nhận thức của toàn xã hội phát triển, vị thế của huyện Xín Mần cũng ngày càng được nâng cao. So với trước đây thì nó nhiều thay đổi lắm rồi. Bây giờ lấy con số cụ thể để mà liên hệ, để mà so sánh với nhau thì mình không có được con số ấy. Nhưng mà nhìn con mắt mình ấy thì thấy rằng cái gì nó khác với trước nhiều lắm rồi. Khác nhiều trước nhiều lắm rồi. Bây giờ nhìn thấy mình thấy rõ ràng nhất là trước mặt mình ấy là bây giờ cái đường xá đi á, thời gian trước thì đi các xá nói chung là đi bộ thôi, không có đường ô tô. Đến bây giờ nói chung là từ huyện đi các xá, cả xá đi thôn bản cũng được, không có ô tô đi thì cũng là đi xe máy cả rồi, đâu cũng có đường ô tô. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là về trường học thì nói chung là xá nào có, trước đây thì xá nào nhiều lắm thì may ra có được trường tiểu học và một số trường thì có cấp 2, một hai xá thôi, không nhiều đâu. Thế đến bây giờ thì xá nào có ba các loại trường, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Thế đấy là thứ hai là về tình giáo dục thì nó thay đổi rõ ràng rồi, phát triển lắm rồi. Cũng theo ông Nông Quang Lù, những đổi thay kể trên bên cạnh sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh thì cấp ủy chính quyền địa phương huyện Xín Mần đã quyết liệt, sáng tạo trong khâu chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhân dân huyện Xín Mần đoàn kết, nỗ lực vươn lên. Cộng với sự hỗ trợ của toàn thể xã hội, điều này được thể hiện qua việc Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó đã tạo được sức mạnh đồng bộ từ huyện xuống cơ sở, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, cộng với việc sáng tạo trong huy động nguồn lực xã hội trên cơ sở ưu tiên những khâu đột phá. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay, huyện đã huy động được hơn 1.000 tỷ đồng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, đầu tư cho huyện Xín Mần. Bên cạnh đó, công tác xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức cũng được quan tâm, gắn với đó là việc thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết của Trung ương. Phải vận dụng sáng tạo các cái chủ trương đường lối của Đảng, tránh cái khuôn mẫu máy móc. Vì cái hiện trạng, thực trạng của Xín Mần thì nó không khó khăn hơn các huyện rất nhiều. Và không thể có một chính sách riêng cho một huyện như vậy được. Cần phải vận dụng sáng tạo. Chứ nếu cứ vật dập khuôn máy móc thì không bao giờ thực hiện được. Kinh nghiệm nữa là phải lựa chọn cái khâu đột phá. Khó khăn thì rất nhiều. Thế nhưng đột phá ở cái gì để nó kéo các lĩnh vực khác lên. Mà đặc biệt là đột phá về phát triển kinh tế xã hội. Từ thực tiễn triển khai của huyện Xín Mần đã rút ra bài học kinh nghiệm cho thấy dù ở đâu, khó khăn đến mức nào, nhưng cấp ủy chính quyền địa phương quyết liệt sáng tạo, người dân đồng tình ủng hộ thì mọi việc đều có thể vượt qua. Vấn đề còn lại là việc xác định đúng và trúng hướng đi cộng với việc dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Cuối bản tin, mời quý vị và các bạn đến với thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 9 tháng 7 năm 2015. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 70%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 70%. Khu vực vùng núi thấp, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất
35-37 độ, độ ẩm trung bình 70%. Những thông tin về thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.